Để giúp quý vị khán giả hiểu hơn về công tác làm báo tại cộng đồng, phóng viên VTV4 chúng tôi đã có dịp trao đổi với ông Vũ Đức Trường, tổng biên tập báo Người Việt Ukraine. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam. Thưa ông, được biết ông là một người làm ăn kinh doanh, thậm chí đã về nước để đầu tư. Vậy thì cơ duyên nào đã khiến ông quyết định làm báo cộng đồng? Cách đây 10 năm sau cái hội nghị doanh nghiệp toàn châu Âu ở Hungary, thì tôi mới nhận ra một điều là cái thông tin hết sức quan trọng. Mà cái cộng đồng người Việt ở Ukraine có đến hồi đó là 10.000 người, nhưng bà con rất thiệt thòi. Cái nhất là trong 10.000 đó thì có tỷ lệ là 90% là không biết tiếng Nga, không biết tiếng Ukraine, không đủ cái trình độ để đọc báo chí truyền thông. Chuyện thiệt thòi. Tôi, sau khi đó, tôi về tôi lập cái trang báo Việt Ukraine. Thế mục đích của cái tờ báo là trước hết là chúng tôi làm có dịch thuật, để thuật dịch các cái chủ trương chính sách của địa phương, của chính nước Ukraine để cho bà con hiểu được các chính sách thuế, chính sách quy định về người nước ngoài, nói chung là rất nhiều chính sách mà bà con không cập nhật được. Cái điều thứ hai tôi nghĩ rằng là cái việc mà nhân cái điển hình của bà con nên là hết sức cần thiết, cũng phải phê phán những cái tệ nạn để đẩy lùi những cái xấu trong cộng đồng. Thì chính như vậy là tôi lập được cái tờ báo Doanh nghiệp ra sao mà nay là Người Việt Ukraine, là tờ báo mạng đầu tiên của cộng đồng người Việt tại Ukraine. Làm báo cộng đồng thì thường là phi lợi nhuận. Vậy thì khi mà làm báo cộng đồng thì ông đã được và mất gì ạ? Tôi nhớ là một kỷ niệm cách đây không lâu, một tháng. Thì đang lúc 3 giờ đêm tôi có một cái tin nhắn điện thoại đến, bảo là bác đến giúp chúng cháu, cháu địa chỉ này. Thế bảo là sao lại cháu lại biết bác được? Nó bảo cháu đọc bài báo thì cháu biết. Thì sáng hôm sau tôi có nhờ công an đến cùng, thì đó là một cái hai cậu sinh viên cùng làm những bạn bè cũng quá mà chơi quá đấy. Thế và cuối cùng là tôi cũng phối hợp với cùng công an và vận động đúng đồng thời là giúp các cháu. Thì qua đấy rồi thêm cái kỷ niệm rất là lớn là cái tờ báo nó có lan tỏa không những ở những người lớn tuổi, những người kinh doanh, thế mà cả giới trẻ họ cũng đọc đến, thì đó đấy là cái điều mà tôi nghĩ là cái được. Thế cái mà điều trăn trở là đúng là trong 10 năm làm báo thì để mà có báo như này thì một cái lượng kinh phí rất là lớn. Tôi có lượng cộng tác viên, có các phóng viên, phóng viên dịch thuật hồi đó là đã tới 4 người dịch thuật, đấy, rồi người quản lý báo, người phụ trách mạng công tác cộng đồng. Thì nó cũng một lượng rất là cồng kềnh. Thế nhưng mà đến bây giờ thì do khủng hoảng chung thì chúng tôi có rút gọn ngắn gọn lại cho nó phù hợp. Xuất phát từ tôi là một người lính bộ đội và tôi đã làm công tác tuyên huấn, cho nên là ít nhiều tôi đã rất thích về công tác tuyên truyền. Thì từ gốc của là người lính, người chiến sĩ thì tôi nghĩ rằng là mình phải cần đóng góp cái gì cho cộng đồng thì tôi đã làm cái trang báo này. Vậy ông suy nghĩ như thế nào về tương lai cho việc phát triển làm báo cộng đồng cho người Việt Nam tại nước ngoài? Bây giờ có thể nói là nhà nhà làm báo, người làm báo, họ có Facebook, họ có thể đăng tin đến là tính là làm báo. Thế nhưng mà để cái trang báo cộng đồng có vị trí quan trọng là nó ngoài cái thông tin rồi nó có vị trí định hướng cộng đồng, để tuyên truyền nói chủ sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những chủ trương của sứ quán, hoặc là dịch thuật các cái chủ trương của phía bạn. Thì tôi nghĩ là dù sao thế nữa, nhà nhà làm báo, người làm báo rồi, nhưng cái báo mạng cộng đồng thì nó có vị trí hết sức quan trọng, là vị trí định hướng. Cho nên là trước sau thì tôi nghĩ là vẫn phải duy trì tốt cái tờ báo mạng cộng đồng này. Nó có cái tính tương tác rất là lớn, đặc biệt trong lúc là làm ăn khó khăn thì cái việc mà định hướng cho bà con hết sức thuận, hết sức là cần phải đẩy mạnh cái công tác báo chí cộng đồng. Một lần nữa xin được cảm ơn ông và xin chúc ông sẽ thành công trên con đường làm báo cho cộng đồng mà mình đã lựa chọn.